phải dừng lại ngay. Nếu ngươi không chịu dừng lại ngay, bọn ta sẽ trừng trị ngươi. Hey, khiên vàng, quái vật, ngươi sẽ hối tiếc. Chuẩn bị, tia chớp vàng khai hỏa. Tia chớp che đu, tia chớp vàng. Làm mấy cái trò giống y như là con nít xem phim trên TV là một chuyện, nhưng mà chị không thể nhầm lẫn với thực tế được. Đúng vậy, và đó là lý do em gọi công ty truyền hình Khóc Lóc và Giang Sinh Họ hãy tha cho nhân vật trong phim truyền hình khi cô đó bị bệnh bạch cầu, đúng không ạ? Là vì lúc đó em vẫn còn ngây thơ thôi chứ bộ. Quái vật hãy coi đây, lần này là chùm tia chớp siêu mạnh. Chị thôi đi, ngọt quá à. Chuyện gì vậy hả? Ôi trời đất ơi, ôi không, không thể tin được chuyện này. Không lo lắng cho hai đứa con gái của mẹ sao? Trời cha đu, con thật sự không làm chuyện này. Tất cả cũng tại chị đã làm cho em nhột khi cố gắng trở thành siêu nhân tia chớp. Đó chính là lý do em làm bể chúng. Không phải mẹ đã nói khi chơi trong nhà phải cẩn thận rồi hay sao? Con phải muốn mẹ cho con một bài học nhớ đời hay không hả? Ta là người bảo vệ trái đất, không kẻ xấu nào có thể làm hại được ta. Trời cha đu, vấn đề là mẹ lúc nào cũng thích dùng bạo lực hay gì. Quái là lời nói hẹn. Quái vật xuất hiện, quái vật thủy đậu, quái vật dâu tây và quái vật nút áo. Các ngươi hãy nghe đây, trái đất không phải dành cho các ngươi. Bọn ta là siêu nhân tia chớp sẽ bảo vệ trái đất. Tia chớp điện, lũ quái vật hãy mau biến đi. Tại sao tụi mình luôn luôn phải làm những con quái vật vậy hả? Tụi mình cũng muốn làm những siêu nhân tia chớp. Bạn nói gì vậy? Các bạn bắt buộc phải làm những con quái vật, chỉ có tụi mình mới là siêu nhân tia chớp thôi, có hiểu chưa? Hãy mau dừng lại đi. Mình mới chính là thủ lĩnh của siêu nhân tia chớp, siêu nhân đỏ. Bạn nói gì chứ? Mình đây mới chính là thủ lĩnh siêu nhân đỏ nè. Nhưng siêu nhân đỏ đâu có mập giống như bạn đâu. Cái đó thì các bạn à, là mình có đúng không? Đan ghi à, đúng vậy chứ? Đúng rồi. Đó chính là lý do tại sao mình lại là siêu nhân đỏ. Chính là mình. Và bây giờ mình sẽ thành lập đội siêu nhân tia chớp. Màu vàng là Minji. Xanh dương là Danji. Có thiệt như vậy không? Xanh lá là Chim Sơn Mốc. Chúng tôi là những người bảo vệ trái đất, siêu nhân tia chớp. Nè, cho cha đâu, tại sao lại bỏ tụi mình ra vậy? Bạn không biết siêu nhân tia chớp là những người bảo vệ cho công lý hả? Đó chính là lý do tụi mình cần phải làm. Hai bạn thấy có đúng không? Đúng, bạn nói rất đúng. Ha, chỉ cần nhìn cách các bạn hành động là đủ hiểu rồi. Làm gì vậy hả? Mở trả lại đây. Các bạn có xứng đáng là những người bảo vệ cho công lý hay không? Được rồi, nghe đây cho cha đu. Nếu như bạn muốn chơi như vậy thì mình sẽ thành lập quân đoàn quái vật và tiêu diệt hết tất cả các bạn cho mà coi. Mọi người, vị trí như vậy là ổn rồi đúng không? Minji à, cúi đầu xuống một chút. Danji, giơ tay cao lên một chút nữa. Còn Sơn Móc, hãy ngầu hơn một chút đi. Bạn sẽ phải trả giá đó cho Chanu. Và bây giờ sẽ bắt đầu lớp huấn luyện với môn chạy vượt chướng ngại vật. Hãy chạy theo đúng nhịp mới được. Nhớ số thứ tự của mình, nhanh hơn nữa đi. Sai bét rồi. Các bạn phải làm giống như mình thì mới đúng. Chạy nhanh vậy. Và tiếp theo là môn leo bằng dây. Cứu mình với, cứu mình với. Đang đi à, đừng treo ở đó như vậy nữa, tiếp tục trèo lên đi. Môn kế tiếp, để có thể bắn chùm tia chớp, các bạn phải tập trung sức mạnh vào hai tay. Đây, bài tập nắm đấm. Tia chớp khai hỏa.
Nói cho mình biết đi, siêu nhân vàng à, bạn đang làm cái gì vậy hả? À, làm sao có thể phá nó bây giờ? Được rồi, hãy đi tới địa điểm tiếp theo. Đúng rồi đó, di chuyển nhanh hơn. Một, hai, một, hai. Dạ thưa mẹ, con về nhà rồi. Chào con, cha đu ớ. Đệ cha đu à, con lại đánh nhau với ai nữa hả? Dạ thưa ba, không có. Vậy con làm gì? Dạ con đã huấn luyện cho bạn bè của con. Nhưng con đâu phải là lính đâu. Tại sao học sinh tiểu học lại cần huấn luyện? Vì tụi con là những người bảo vệ trái đất. Siêu nhân biệt chấp. Bộ ba không biết hả? Cha đu à, bộ con không cảm thấy ngượng khi làm như vậy hay sao? Gì đâu mà ngượng. À, thiệt là hết nói nổi. Con có muốn giày thể thao mới hay không? Bà sẽ mua cho con một đôi. Thiệt hả ba? Nhưng với một điều kiện, bà chỉ mua nếu như ngày mai con về nhà mà không có một rắc rối nào hết. Ba ơi ba, ba nói thiệt có đúng không? Thật chứ, con có hứa với ba hay không? Tất nhiên là con hứa rồi. Yahoo! Miên Chi à, xin chào bạn. Xin chào, cha đưa à. Ủa? À, nè, cha đưa à, chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Sao hả? Siêu nhân tia chớp đối với mình chẳng là cái gì hết đó. Anh đã phải bỏ mình ra đi. Làm ơn cứu mình với. Đây nè, đôi giày thể thao mới như ba đã hứa. Nha các bạn, làm ngơ đi, như vậy thì mình sẽ có đôi giày thể thao mới. Mau dừng lại đi, tại sao bạn lại làm như vậy chứ? Tốt lắm, bắt được rồi. Nè, các bạn đang làm gì vậy hả? Được lắm, bạn có ngon thì tới đây chơi với mình nè. À thật ra thì mình chỉ muốn nói là tất cả chúng ta hãy nên cư xử tốt với nhau thì hay hơn. Mình nói như vậy có đúng không? Kỳ quá à, mình đi thôi. Kỳ quá à, mình đi thôi. Nè cha đu à, có chuyện gì không ổn sao? Min Chi à, cho mình xin lỗi, lần sau mình sẽ trả thù cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập trận kỵ binh giả cho tuần tới. Trong ngày hội thể thao, đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ được tham dự trận đấu ngày hội thể thao. Vì vậy các em hãy cố gắng. Đây là quân đoàn Godzilla. Chỉ được vậy thôi sao? Hãy đến đây đi, đến đây đi. Anh cha đu à, chúng ta là siêu nhân tia chớp mà. Hãy nhìn cô nàng nắm lùn đang lo sợ kìa. Cái gì chứ? Bạn nói cái gì hả? Đồ mập thù lù kia. Cha đu là hoa hậu nắm lùn, là hoa hậu nắm lùn, hoa hậu nắm lùn. Nè đừng chung chích nữa mà. Bạn không để cho mình là một cô gái hiền lành có đúng không? Được thôi, bạn sẽ phải trả giá cho điều này. Màu xanh dương, màu xanh lá, màu vàng. Sao các người lại dám tới trái đất khi đội siêu nhân tia chớp đang có mặt ở đây? Vậy thì các người sẽ phải hối hận. Hai, siêu nhân tia chớp đoàn kết lại. Cái gì vậy? Siêu nhân tia chớp tiến lên tiêu diệt quái vật. Người nói cái gì chứ? Yeah. Ta nhất định sẽ đạt lấy khăn cột đầu của ngươi. Ngươi hãy nằm mơ đi.
Trời Shadow. Trời Shadow. Trời Shadow ạ. Trời Shadow. Con ơi là con. Con đã làm gì ra nông nổi như vậy vậy? Mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi, bác sĩ nói con không bị làm sao hết. Tuy con là một đứa con gái, nhưng mà con không hề yếu đuối như người khác. Có đúng không hả bác sĩ? Phải, con gái của bà thật sự rất khỏe, rất khỏe. Cảm ơn bác sĩ. Thật mừng là con gái của tôi không bị sao hết. Nhưng đây là ai vậy? À, dạ thưa cô, con là Đôn Đôn đây. Ôi trời ơi, xin lỗi con nha con. Yeah.